các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ làm món ốc móng tay nướng với lại nước sốt tiêu xanh. Đây mình có nửa ký ốc móng tay, con bự ghê chưa, hộp ú luôn. Nướng thì mình dùng lửa con to to vậy nè, nướng ăn cho nó đã. Cái con nhỏ nhỏ mình nướng mà nó teo hết trơn, nhìn chắc đã chưa, tươi nữa nè, nó còn dính cái này luôn nè. Rồi nước sốt tiêu xanh thì mình có làm một cái video riêng rồi, cho nên đây mình chỉ làm ngắn gọn thôi. Có tiêu xanh nè, một ít ớt tỏi với lại nước mắm, nước mắm tương ớt, đường, vậy thôi, mấy cái gia vị thông thường thôi. Rồi trước tiên là mình sẽ đi làm sạch cái con ốc này đã. Đây mình mổ bụng xong thì mình sẽ rửa sơ lại một lần nữa, rửa cái đầu nó nè, cái bụng, cái đầu nó đen đen vậy, mình chà chà xíu là nó ra hết rồi các bạn. Ốc sau khi làm sạch thì mình ập nó xuống cho nó ráo nước xíu. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt. Rồi nước tiêu mình sẽ rửa sạch, rồi sau đó mình giả dập dập. Rồi tỏi ớt thì mình sẽ băm nhỏ ra. Rồi tiêu đây, ớt, tỏi. Mình sẽ cho vào đây một ít mắm, một ít tương ớt, đường, một ít bột ngọt, ớt bột, rồi cho tỏi ớt này vào. Rồi mình cho vào đây một muỗng nước cốt chanh nữa. Rồi là mình đã có được chế nước sốt tươi xanh rất là hấp dẫn này, mình ăn được rất là nhiều món nè, ăn nhiều món chiên nướng. Rồi bây giờ mình sẽ đi nướng ốc thôi. Mình sẽ nướng cho nó săn lại, mình cho thơm đó. Rồi nướng thì mình phải nướng trên lửa than, với lại lá chuối là ngon nhất, mà không có, hôm nay điều kiện không cho phép, mình lại phải nướng bằng bếp ga. Bắt đầu nó săn lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ rưới cái nước sốt lên. Rồi, hấp dẫn chưa? Con ốc này nó dai mà nó ngọt, cái đầu nó lại giòn giòn, nó ăn rất là ngon. Này mình xào ăn cũng ngon, mình cũng từng làm món xào bơ tỏi rồi, ăn rất là ngon. Mở lát tách nghe đã. Thơm
mình rưới nước sốt lên thì mình nướng thêm cho nó khô khô lại xíu nữa là được rồi. À, xin mời các bạn cùng thử thức món ốc bóng tay nướng với lại nước sốt tiêu xanh nha, rất là ngon, vừa dai vừa ngọt, mặn mặn. Thì cái món nướng, món cái ốc nướng này mà ăn với lại cái nước sốt này là tuyệt vời luôn. Mình cũng có thể tách bớt một cái vỏ ra như thế này. Để mình rưới cho nó gọn gàng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của tụi mình. Chúc các bạn ngày vui vẻ nha.